Thưa quý vị, nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Vương quốc Ả Rập Xê Út và Nhà nước Qatar, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út do ngài Nasser bin Abdul Aziz Al Daoud, Thứ trưởng làm trưởng đoàn tại trụ sở Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út. Tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, thực thi pháp luật nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Việt Nam đề nghị Ả Rập Xê Út quan tâm đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi, an toàn cũng như bảo vệ các quyền lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, nhất là lao động xuất khẩu đang làm việc tại Ả Rập Xê Út. Đồng thời, hai bên cam kết không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống lại nước kia, phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, sinh sống, học tập và du lịch giữa hai nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia. Bên cạnh đó, hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện các hành lang pháp lý, tạo cơ sở hợp tác lâu dài giữa hai bộ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định những năm gần đây luôn chủ động triển khai đồng bộ toàn diện các giải pháp, gần dân, sát dân, thấu hiểu và giành được nhiều thiện cảm cũng như sự ủng hộ của nhân dân. Những ngày này, vùng trồng mai Bình Định bước vào cao điểm chuẩn bị cho vụ Tết. Trong sắc xanh yên bình của làng quê là những hình ảnh thật đẹp của những chiến sĩ công an, điểm tựa bình yên của nhân dân. Đã thành thông lệ hàng năm, chuẩn bị bước vào vụ mùa mai Tết, lực lượng công an xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định tăng cường tổ chức các tổ công tác đến các vườn mai, nhắc nhở chủ vườn thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ, cắt cử người trông coi, tăng cường các biện pháp an ninh để đề phòng kẻ gian trộm cắp các cây mai quý. Vì cái địa bàn ở đây thì những cái trường hợp mà cái tội phạm phức tạp thì không có, chỉ có nảy sinh ra là trộm chó, trộm gà hoặc là ăn trộm mai, thì nói chung là cơ bản là những cái trường hợp đó là chẳng qua là nó vặt. Nhưng mà nó thật sự từ khi mà thành lập một cái tổ an ninh trật tự ấy, thì đến ngày hôm nay ấy, thì anh em triển khai rất là hiệu quả. Nói chung là nó đẩy lùi đi một số, nó hạn chế đi là cái sự mất trộm mất cắp cho bà con nhân dân rất là hiệu quả. Xưa là một năm số vụ, nhưng hôm nay là đến ngày hôm nay cũng gần Tết rồi, nhưng mà chỉ có xảy ra có một hai vụ. Ban đầu khi lực lượng công an chính quy chưa về xã thì tình hình xã Nhân An nổi lên phức tạp về tình hình trộm cắp cây cảnh, đặc biệt là cây mai cảnh. Khi đảm nhận chức vụ trưởng ban xã thì tôi đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra mật phục, thì kết quả là tình hình trộm cắp mai đã giảm rõ rệt, bà con là yên tâm trong cái công việc lao động sản xuất của mình. Thì ngoài ra thì với vai trò là trưởng công an xã thì tôi là tích cực tham mưu lãnh đạo công an cấp trên và là các ban ngành đoàn thể ra mắt các cái mô hình về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Thì là căn bản đến thời điểm này thì các mô hình đều phát huy các hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Bên cạnh việc nhắc nhở các chủ vườn nâng cao cảnh giác, phối hợp với lực lượng công an trong bảo vệ các cây mai quý tại vườn, đối với những hộ dân trồng mai cảnh, lực lượng công an xã cũng tranh thủ cùng các hộ dân kiểm tra các bình chữa cháy, nhắc nhở, tuyên truyền về đảm bảo an toàn cháy nổ, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà dân nói riêng và tại các vườn mai cảnh. Áp suất nó an toàn đó, không? Đó, nó màu đỏ là nó sẽ thiếu áp suất, và màu vàng là nó dư. Đến nay, tại địa bàn xã An Nhơn, nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy được nâng cao rõ rệt. Cùng với đó, kỹ năng xử lý sự cố cháy nổ cũng được nâng lên. Riêng cái thôn Trung Định đây, đó chưa? Nói về phòng cháy là đa số là 250 hộ dân, là có 250 hộ có bình chữa cháy hết. Cái đó là 100%. Tôi khẳng định một điều đó. Tôi thật sự ở đây là một điều hãnh diện, ở trên cả nước cũng chưa chắc gì đã làm cái điều đó. Mà qua cái đó bình chữa cháy thì cũng là phối hợp với anh em coi như là công an xã, là phối hợp
với công an thị xã vừa là có một cái ngày cũng như hướng dẫn bà con đã tập huấn cái phòng cháy chữa cháy, cái đó là cái điểm mạnh ở cái thôn. Lực lượng công an xã cũng tích cực là tổ chức các cái buổi để là bà con cùng tập và trải nghiệm và hướng dẫn cho họ trang bị những kiến thức cơ bản. Thì xã Nhân An trong năm 2024 là đến thời điểm này chưa xảy ra vụ cháy nào mà được ghi nhận hết. Thì đây là cũng là một cái việc mà cấp trên đã được đánh giá và ghi nhận đối với cái phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Là địa phương cách trung tâm thị xã An Nhơn khoảng 2 km, với nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm đi qua địa bàn, cùng với đó là tốc độ phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Những năm gần đây, lực lượng công an xã Nhơn An cũng đã đảm nhiệm khối lượng công việc khá lớn. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân, cùng với những nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an xã Nhơn An đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Đặc biệt đã huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tháng 3 năm 2024, ngay sau khi phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu khả nghi, người đàn ông này đã ngay lập tức thông báo cho lực lượng công an xã. Cùng với đó, hỗ trợ lực lượng công an xã triệt phá thành công nhóm tội phạm chuyên trộm cắp bình ắc quy trên các ô tô, motor điện của máy trộn bê tông tại các công trình xây dựng. Anh em lực lượng công an xã cũng thường xuyên qua động viên và nhắc nhở bản thân tôi cũng như các cô giáo đề phòng những cái giờ và lúc mà đưa đón trẻ, cho nên đề phòng trẻ gian mà nó lợi dụng người nhà người thân đấy để mà vào mà bắt cóc trẻ. Riêng về cái công tác an ninh trật tự thì riêng công an xã mình thì nói chung thì các anh em làm rất nhiệt tình. Tuy là tôi là ngoài tuổi là 60, khi nào anh em cần thì tôi sẵn sàng hỗ trợ anh em hết mình, dù có thế nào nữa nhưng mà tôi cũng sẵn sàng coi như là hỗ trợ anh em để mà tham gia trong cái tình trạng mà nói chung mà đến nay thì nhiều tệ nạn là rất là nguy hiểm. Đó, nhưng mặc dù đó nhưng mà với bản thân tôi không ngần ngại việc này. Lực lượng công an xã cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo 138 của xã trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nhiều cách làm mới sáng tạo, huy động được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân trên địa bàn với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ. Không chỉ nâng cao cái hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn xây dựng cái xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh. Năm 2022, xã Nhân An chính thức được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Và trong thành công này, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã khi đã thực hiện tốt tiêu chí 19.2 về đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng công an xã luôn thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, là lực lượng tiên phong, nòng cốt và xung kích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng cái hình ảnh tốt đẹp của chiến sĩ công an nhân dân luôn hết lòng, hết sức vì nhân dân mà phục vụ. Nhân dân đánh giá rất là cao về các đồng chí công an nhân dân ở địa phương, ở xã, rất là hòa đồng, nhã nhặn và trực tiếp gần gũi với nhân dân, bám sát nhân dân, lấy dân làm gốc. Từ đó cơ sở là những thông tin người dân cung cấp cho lực lượng công an nắm những cái tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội địa phương rất là đảm bảo. Trong những ngày này, những cây mai cảnh tại Nhân An đang chuẩn bị ra hoa, chuẩn bị cho một cái Tết đang đến gần. Và để vùng trồng mai yên bình khoe sắc, đã và đang có sự đóng góp hiệu quả từ lực lượng công an xã và những người làm công tác bảo vệ an ninh trật tự nơi đây. Dự báo từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 6 tháng 11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày. Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Văn phòng Bộ Công an vừa có công điện gửi công an các đơn vị địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền Trung. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ, Văn phòng Bộ đề nghị Công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc công điện của Văn phòng Bộ, chủ động ứng phó với mưa lũ
mưa lớn, lũ lớn tại miền Trung trong thời gian tới, khẩn trương đánh giá thực lực, trang thiết bị, vật tư hiện có để phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, rà soát đánh giá và có đề xuất cụ thể cho hỗ trợ, trang bị, khắc phục thiệt hại do bão số 6 và mưa lũ gây ra để sớm ổn định công tác, không để gián đoạn. Tổng hợp đề xuất nhu cầu đầu tư, trang cấp, trang thiết bị phục vụ cho phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn nhằm đảm bảo phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và báo cáo qua Văn phòng Bộ, Thường trực Ban Chỉ đạo UPT Bộ Công an để tổng hợp đề xuất chung, tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin báo cáo về tình hình và công tác triển khai ứng phó của lực lượng Công an Nhân dân về Văn phòng Bộ theo quy định tại số điện thoại 069-2299-150, 0904-231-899 hoặc 0979-087-633. Những ngày mưa lũ vừa qua tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nước lên nhanh và bao vây tứ phía, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với lực lượng công an, quân đội thì nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh cũng đã không ngại hiểm nguy, tích cực hỗ trợ người dân trong công tác cứu nạn cứu hộ. Vượt 1.300 km, 4 thành viên của đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh cùng với các trang thiết bị đã có mặt tại huyện Lệ Thủy từ những ngày đầu nước lũ dâng cao. Đây là lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đã qua các lớp đào tạo tập huấn của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam về công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, thảm họa cũng như sơ cấp cứu. Tôi vừa đi thì bệnh viện về hôm mai thì đường nó ngập đường, ngập lũ ngập đường. Thế nhưng mà cái chủ mà cứu hộ cứu nạn bước cũng xin quá. Chính quá thì bị chủ nghĩ không tin hỏi nhà ở mố để trở về không bảo gì là chính là cảm ơn mẹ chủ. Trong 3 ngày qua, các thành viên của đội thanh niên xung kích đã thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu hàng chục người bị bệnh, người bị nạn ở vùng lũ, vùng bị cô lập. Với sự hỗ trợ tích cực của các thành viên trong đội, nhiều người dân bị tai biến, sốt cao, gãy chân đã kịp thời tới được các cơ sở y tế để điều trị. Ngoài Quảng Bình thì chúng tôi đã hỗ trợ rất là nhiều địa phương khác cũng bị lũ lụt, rồi cũng bị là sạt lở hoặc là lũ quét. Ví dụ như là Nghệ An, rồi gần đây nhất là Lào Cai và Yên Bái và Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đã có mặt để hỗ trợ kịp thời cho bà con mình trong công tác khắc phục hậu quả. Những ngày qua, lực lượng công an các địa phương của huyện Lệ Thủy cũng đã cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ, nắm chắc tình hình địa bàn để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn người dân vùng bị ngập, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, tài sản, sơ tán người đến nơi an toàn. Trong lũ dữ, với vai trò là lực lượng nòng cốt, các chiến sĩ công an nhân dân đã phát huy tính tiên phong, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân. Huy động 100% lực lượng và phương tiện để chủ động tham mưu cho chính quyền, cấp ủy chính quyền, đặc biệt là các xã thì triển khai các cái công tác, nhất là cái công tác là di dời tài sản người dân đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng của người dân. Đến thời điểm này, Quảng Bình vẫn còn nhiều nhà dân bị ngập, chủ yếu ở các vùng thấp trũng, trong đó có huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh. Nước lũ trên các sông vẫn đang xuống, dự báo trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 11, nước lũ sẽ rút hết tại các khu vực thấp trũng của hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Cái thứ nhất là tu sửa lại nhà cửa, cái thứ hai là phải vệ sinh môi trường, cái thứ ba là chỉ đạo cho các đơn vị, đặc biệt là bên y tế, công tác trước mắt là phải đi là diệt khuẩn và các cái vấn đề về cái môi trường. Tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống cho người dân, đảm bảo công tác dạy học trở lại bình thường. Các đơn vị điện lực huy động nhân lực, phương tiện để cấp điện trở lại cho người dân, ổn định cuộc sống. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương. Trong đó, cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trần Đức Quận đã nhận số tiền 2,1 tỷ đồng từ Nguyễn Cao Chí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh theo
để theo đề nghị của Chí chỉ đạo cấp dưới giúp công ty Sài Gòn Đại Ninh được thực hiện các thủ tục gia hạn giãn tiến độ dự án Đại Ninh trái quy định của pháp luật. Cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị cáo buộc giúp đỡ công ty Sài Gòn Đại Ninh trong dự án ở Lâm Đồng, sau đó nhận cảm ơn 200 triệu đồng. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, cựu Phó Cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ Lê Quốc Khanh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh cùng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Cựu Vụ trưởng Vụ 1 Văn phòng Chính phủ Trần Ngọc Bích, Trần Bích Ngọc, cựu Cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hồng Giang cùng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Cao Chí bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Trung, trú tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào tối ngày 24 tháng 10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Trương Công Định thuộc phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chở ông Lê Quang Trung ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, ông Trung có biểu hiện say xỉn, liên tục buông lời thô tục xúc phạm, đập mũ bảo hiểm xuống đường, lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng và lấy xe máy định rời đi. Khi bị lực lượng chức năng ngăn cản thì bất ngờ ông Trung đã đấm vào đầu một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ngay lập tức ông Trung đã bị khống chế, giao công an phường Tân Phú điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Trần Văn Việt, Nguyễn Văn Út Nhỏ, Trần Thanh Dương, Nguyễn Phú Cường và Danh Mây. Tối ngày 10 tháng 7, Việt, Cường và Mây cùng nhóm bạn, tất cả 10 người đang nhậu tại một quán nhậu ở ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh thì xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm thanh niên nhậu chung quán, trong đó có Út Nhỏ và Dương. Hậu quả 6 người bị thương. Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vị Thanh cũng đã khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng từ 16 đến 17 tuổi cũng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai bắt giữ cùng vật chứng là một bánh heroin. Và chiều tối ngày hôm qua, hai tổ trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy, gồm Lý Vàng Pao, trú tại huyện Simacai, tỉnh Lào Cai, và Vàng Xeo Vàng, trú tại tỉnh Say Somon của Lào. Tăng vật thu giữ là một bánh heroin. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Phàn Gớ Đo, trú tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi và chuyên nghiệp hơn. Các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi phương thức, sử dụng nhiều thủ đoạn mới để chiếm đoạt tài sản của người dân. Mới đây, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã bị các đối tượng lập fanpage giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng của khách. Việc này không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như ngành du lịch của địa phương. Đây là hình ảnh trang fanpage chính thức của một khu nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Còn đây là trang fanpage giả mạo. Cả hai trang nếu chỉ nhìn qua thì giống hệt nhau, từ hình ảnh, logo nhận diện cho đến các bài viết đăng tải, chỉ có số điện thoại liên hệ trên mỗi trang là khác nhau. Thời gian gần đây, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên tục nhận được phản ánh của khách hàng về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng bằng thủ đoạn lập trang fanpage giả mạo như trên. Thì hiện nay thì có một số đối tượng thì họ tạo những cái trang giả mạo, copy hình ảnh và thông tin của khách sạn của mình á, để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt cái số tiền đặt cọc của khách hàng. Thì cái vừa rồi thì khách sạn cũng nhận được một số trường hợp phản ánh của khách hàng là khách hàng có gọi điện tới để kiểm tra thì mới phát hiện là mình đã bị lừa. Cái vấn đề này nó mới xảy ra cũng cách đây một tháng thôi, thì nó cũng ảnh hưởng tới uy tín của khách sạn. Thì khi mà khách đặt phòng thì chắc chắn họ sẽ mong muốn có một cái trải nghiệm tuyệt vời. Tuy nhiên mà cái liên quan tới vấn đề thanh toán là họ đã có vấn đề rồi thì họ sẽ mất lòng tin về khách sạn và đặc biệt là mất lòng tin về cái tình hình du lịch ở Khánh Hòa nữa. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa, thủ đoạn của các đối tượng ban đầu sẽ là tạo ra các trang fanpage giả mạo có giao diện rất khó phân biệt với các fanpage chính thống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao có thương hiệu nổi tiếng ở Nha Trang.
các trang giả mạo này thường sao chép hình ảnh, sử dụng bài đăng của các khách sạn nhằm tạo uy tín với các thông tin minh bạch rõ ràng, có địa chỉ, mã số thuế cụ thể để bán các tour du lịch với giá hấp dẫn, đồng thời chạy quảng cáo dồn dập khiến khách hàng bị nhầm lẫn. Trong quá trình tiếp cận, các đối tượng giả mạo nhiệt tình tư vấn để dụ khách hàng sập bẫy. Thỏa thuận xong, các đối tượng này làm giả ảnh chụp các biên lai, xác nhận đặt phòng và thúc giục khách chuyển khoản tiền đặt cọc phòng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. Theo thống kê, đã có 15 khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh bị giả mạo trang fanpage. Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa ghi nhận có 16 trường hợp bị chiếm đoạt tiền đặt cọc với tổng số tiền trên 47 triệu đồng. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân trước khi lựa chọn dịch vụ tour du lịch, đặt phòng khách sạn, người dân cần tìm hiểu rất là kỹ các cái thông tin, ưu tiên lựa chọn các cái đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành uy tín hoặc là trực tiếp thông qua các ứng dụng đặt phòng du lịch. Các ứng dụng này thì có sẵn trên các cái ứng dụng trên mobile banking, các ví điện tử cài đặt trên điện thoại như ví Momo, ZaloPay, VietjetPay. Một đặc điểm cần chú ý nhận biết là trên các cái fanpage chính thống của khách sạn thì thường dùng các cái số điện thoại tổng đài cố định, và những cái khách sạn có uy tín, khách sạn lớn thì sẽ bố trí nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp để nhận thông tin tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Việc tìm kiếm các gói dịch vụ cũng như chuyển khoản đặt phòng khách sạn thông qua các thông tin trên các trang fanpage là một nhu cầu không thể thiếu hiện nay. Tuy nhiên, để tránh bị rơi vào bẫy của bọn tội phạm, người dân cần nâng cao kỹ năng nhận biết các trang fanpage giả mạo như kiểm tra tính minh bạch của trang, số điện thoại liên hệ và các giấy tờ pháp lý liên quan. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lừa đảo, cần báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.